viết từ miền xa gửi về em gái anh chưa quen mặt. Năm nay đơn vị anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thư. Xuân núi rừng rộn vui, mấy tháng khoe có khăn theo em tặng. Những chiến binh đọc thư ghi chép nhanh, hình như những gian truân giờ tiêu tan. Thư em là ngàn câu thơ, là câu đối đỏ, là thịt mỡ dưa hành. Thần theo là ngàn cánh mai, là ưu ái ngọc ngà cho linh trần ngoài biên. Tôi có gì tạ ơn những người em gái xa xôi đô thị. Xin ghi vội vài câu thơ thất ngôn, là tất cả chân thành gửi về em. Câu thơ là câu đối đỏ, là thịt mỡ dưa hành. Cần theo là ngàn cánh mai, là ưu ái ngọc ngà cho linh trần ngoài biên. Tôi có gì tạ ơn những người em gái xa xôi đô thị. Xin ghi vội vài câu thơ thất ngôn, là tất cả chân thành gửi về em. Xin ghi vội vài câu thơ thất ngôn, là tất cả chân thành gửi về.